Rồi nửa tháng nó cắt được rồi. Rạch xẹt ha, rạch xẹt xịt. Ừ. Rồi cái vừa đều vừa chưa có đều hung đó, cái xịt cử nữa, vừa cuối xịt cái nữa. Dạ. 7 bữa là xịt. Là đưa vô, nếu mà tính ra hiện tại là 3 cửa kẽm. 3 cửa kẽm liền liên lạc luôn. Kẽm với quẩn luôn. Dạ. Với là cà bu lan 1 hết chú xịt 2 chai phải không? 2 chai. Ok. Còn thằng dê dạng là xịt 3 tử luôn. Dạ. Mập thơ mập chòi là hôm bữa là vú xịt giai đoạn lúa nhỏ là bao nhiêu ngày chú Phước? Lúa nhỏ 12 ngày. 12 ngày. Dư đông đồng? Đông đồng. Chú xịt mập thơ chòi là 4 đợt. Là lúa nhỏ, đông đồng. Ừ. Dư lẹt xẹt có đưa vô luôn? Là dư cử cuối. Còn cái bịch đó thì vừa qua một xuống là chú xịt rồi. Là cháo đều? Ừ. Quá ngon luôn. Phái rồi. Rồi phân á, hôm bữa là chú cũng gãi giống như công thức phân con đưa cho màn hình phải không chú Phước? Ừ, đưa cho màn hình đó. À, là phân đơn cho NPK. Ừ. Quá trời đẹp luôn mà con ơi. Hôm nay thì nhiều bà con than là cái việc mà bị bắn chầm chầm á là do bà con gãi ở cái thời điểm đồng quá dư đạm bà con. Nó chỗ á, cái vỏ chấu nó mỏng. Ở thời điểm mà lúa chỗ là chú nó có mưa phải không? Mưa suốt và bà làm từng lẽ. Rồi chú có cho nước vô không? Hay là xịt là nắm luôn? Xịt là nắm hết luôn. Ừ. Chỗ sẹt là nắm. Ừ. Chỗ đều là nắm. Mới xịt ngàn kia cũng là nắm luôn. Hảo cho nước chứ luôn. Dạ. Sợ sao? Nó vẫn vô gạo tốt thôi bà con. Chứ bà con đừng đổ thừa là khai nước ga mà lúa mình nó bị hép nó không vô gạo nha. Nhiều người hổng gài lưng nghe nói á. Tại vì thường á cái cây lúa của mình nha, đủ ẩm là được rồi. Để cho cái rễ nó thông thoáng. Và nhất là những cái vàng lúa bà con cái bông nó bự như vậy nè. Nhiều vàng lúa bà con á, nếu mà nó cái bông nó bự như vậy nè, bà con khai nước ga dùm cho lưng đi, nó vô gạo cực kỳ tốt luôn. Trừ khi mùa nắng nha, mà cái cây lúa của mình nó bị hóc á, bà con khai nước ga nó khô ở thời điểm lúa chỗ hoặc là ở thời điểm mà chín sữa á, thì cái vàng lúa bà con nó bị hóc, nó bị lép là có, lép xanh á. Còn mùa mưa á, cứ khai nước ga dùm cho lưng đi, có mưa khai bỏ xịt là nắm hết đi, những cái bẹ lá chân á bà con nó không có bị hư, lúa của mình á, nó trao đổi chất tốt. OM18 nha bà con, bữa nay là được 83 ngày. Chú xịt cửa cuối là cách đây 2 ngày nha. Trời ơi đẹp quá nè. Công thức phân chen NPK UG Kali nè bà con. Tuyệt vời không? Đây nè. Chỗ chú thì chú kết hợp hết luôn quy trình đại farm từ phân tới thuốc luôn nha. Phân á thì bà con có thể là mua đại lý, thuốc á thì bà con cứ xịt qua từng giai đoạn thôi. Mập thao mập chòi. Bà con cứ xịt dùm cho lưng ở thời điểm là lúa nửa tháng đi. Xịt đi, rồi cảm nhận. Rồi đến giai đoạn sau mình sẽ kết hợp tiếp tục những sản phẩm khác. Quá trình chứ không phải là một loại thuốc hay là hai loại thuốc nó quyết định đâu bà con. Nguyên một cái quá trình đó nha. Lúa, phân, thuốc, đặc tính giống, quản lý nước. Hôm nay á, những cái ông mà bị bắn bông, những cái ông mà bị chết hàng nhiều đó, hỏi lại dùm cho lưng là coi có gãy yếu kali hay không. Yếu kali, mưa 1-2 đám, nó chuyển sang nắng gắt, nó sẽ gây tình trạng là chết hạt chòm chòm. Chứ để nhiều người nói nhện vé, rồi nhiều người nói là do phẫn, rồi nhiều người nói là do nấm, đúng không? Vẫn kết hợp nấm, vẫn kết hợp phẫn, phẫn ai farm 3 cử đó bà con. Phẫn ai farm á, chỗ sẹt chỗ đều công giấy me luôn, kẽm 700 cũng vậy luôn, 3 cử đó bà con. Rồi lem lép hạt nữa cũng là liên tục, 3 cử liên tục luôn. Bông dữ thì chứ. Nhà lúa bông hết hồng bông không? Cái miếng này chú nói là chú xịt cái cử cuối á, là nay 2 ngày chú. Ừ. chú Phước. Xịt kia. Sáng kia. 2 ngày sáng kia ha. Ừ. Nó đẹp quá nè. Xịt sông Mã. Dạ. Với thằng kẽm với thằng ga ba tô. Dạ. Cái thằng máy bay nó nói ông xịt cái gì mà thuốc khác khác không nha. Cái này tôi vậy đó. Lưng đi nhiều á thì những cái nào mà lưng gặp phải, hôm nay bà con bị cái bắn chầm 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 đó là bà con gãi kali yếu quá, cái vỏ chấu nó bị mỏng. Rồi bắt đầu chuyển nắng gắt á, rồi quay lại mưa á bà con, nó bị bắn chầm. Còn phẫn á thì bà con có thể là mùa mưa nè, cái bộ ba là
Chứ bộ là ca kẽm với phuẩn A-farm á, bà con xịt dùm cho lưng là liên tục hai chữ nha, chỗ sẹo chỗ đều. Mùa mưa bà con xài kẽm á thì nó sẽ hỗ trợ quang hợp rất là tốt nha bà con. 1 hectare 1,5 chai kẽm thì cái bộ là ca kẽm đó đó. Bà con nào xịt máy bay á thì bà con có thể là lấy cái bộ 1 hectare đó, 1 cặp 1 hết, rồi kết hợp thêm cái phuẩn A-farm vô là tuyệt vời bà con. Sẽ ăn ghê không? Ghê không bà con? Đây nè, bông nè, lưng cầm cái đầu á mà lưng lắc lắc như nè là cảm giác được á, sức nặng luôn á, rất là nặng luôn. Nguyên một cái quá trình chứ không phải là xịt 1-2 lọ thuốc mà nó quyết định, đúng không? Nó quyết định đến cái năng suất á, cái đặc tính giống đó. Dù OM 18 nha mới xịt ở đuôi, còn OM 5451 lưng không có xịt ở đuôi, công chế me là lưng bỏ thôi tại vì nó nhẹ. Còn OM 18 cái vé trong cậy rất là nhiều hạt bà con. Nếu mà ở cái giai đoạn công chế me mà bà con ý y, đúng không bà con ý y, thì nó sẽ rất là dễ bị lép. Còn giai đoạn mà lúa đỏ đuôi cũng vậy nữa, trái gió trở trời mưa 1-2 cơn á thì cái phần cậy á bà con nó dễ bị dây chân cá, đúng không bà con? Làm OM18 bà con biết, nên là mùa mưa ở cửa cuối cửa đỏ đuôi, những cái dàn lúa bà con ôm cái dàn bông hơi khủng, ôm cái dàn bông hơi to thì cố gắng đưa dùm dưới lưng một cửa kali để nó hỗ trợ lúa của bà con á nó chuyển hóa tinh bột được tốt hơn và tránh cái tình trạng là dây chân cá nha. Hạt rất là sáng bà con. Còn cái việc mà chết chòm trên vàng lúa của chú á rất là nhẹ, có chứ không phải không có nha. Chết chòm rất là nhẹ luôn, phần lớn là nó đạt là tầm khoảng chừng 95% luôn bà con, tầm khoảng chừng 5 hoặc là 7% thôi. Với lại mà mình xạ dày nữa mình trừ hao rồi, lép chút đỉnh mình không có lo. Còn ai mà bà con thấy á cái bông thưa mà nó lép cậy nè, rồi quay ra nó bị bắn chòm chòm á là những vàng lúa đó tới cắt á, nó rớt năng suất rất là cao, rất là nặng, cắt không có bao. Thường cái cử mà vô gạo bà con xịt đó nha là 7 ngày, mình ra mình thăm thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn này á chú xịt mới có 2 ngày thôi. Hồi ôi bộ lá còn đẹp nè bà con, mà nó vô gạo rất là tốt. Mùa mưa á thì cái chai Gabacito á bà con xịt dùm cho lưng là 1 hectare 1 chai là được rồi, nó giữ cái bộ lá đẹp rồi. 1 hectare 1 chai thôi, đồng xuân á mình mới tăng liều 1,5 chai. Còn mùa mưa 1 hectare 1 chai là đẹp rồi, kèm thêm kali nha, tuyệt vời không? Nên là bà con thấy nè, dàn lúa chú xạ 20 kg nhưng bà bằng người ta xạ 22 kg lần nha bà con, tỷ lệ nảy mầm rất là cao. Vì hiện tại nè bẻ nó còn ôm rất là tốt luôn, còn rất là xanh đó bà con, dày lắm. Dàn lúa này nè đặt nghe cây hết chứ không phải là thưa, mà bông nè, bông nào cũng nấy rất là to. Dàn lúa dày bông to, mình chỉ cần bông nhỏ thôi, bông 100 thôi, mà bông này tới 140-150 thì ngoài chỉ tiêu rồi nè, lép đâu ba chút không có thành vấn đề, mà mình lấy cậy được, mình lấy cậy tốt nữa thì phải chúng nha bà con. Bà con thấy lưng đăng trên nhiều clip đó, không phải mà dàn lúa ắc ơ, không phải là dàn lúa ba khơi mà lưng nói chúng, mà nó có nhiều yếu tố lắm. Dày bông, bông to, tỷ lệ hạt chắc mình cao, chắc chắn luôn, cắt rất là có bao nha bà con. Hôm nay bà con thấy nhiều dàn lúa mà lưng đăng hết hồn không? Còn mùa mưa bà con cứ xài dùm cho lưng cái bộ là cả kẽm đó, với kết hợp cái phuẩn A-farm xịt liên tục dùm cho lưng nha. OM18 giống như cái trà lúa của chú nè, gớt mưa xuống xịt thêm một cửa kẽm ở giai đoạn công chế me nữa. Cái quy trình A-farm ở cái vụ hè thu và thu đông mình sẽ làm giống nhau, hè thu và thu đông mình sẽ làm quy trình giống nhau nha bà con. Nó là phuẩn A-farm á và kết hợp kẽm 700 á là lưng sẽ cho bà con xài liên tục. Còn là Cabula thì cứ xịt dùm cho lưng là 1 hectare 2 chai, xịt 2 cử, chỗ sẹt chỗ đều là đẹp, là tuyệt vời thôi. Tất cả những loại thuốc á mà khi mà pha bà con xịt ở giai đoạn lúa chỗ á là đều là dạng sữa hết, rất là mát, cực kỳ mát. Nên bà con đừng sợ là nóng cho lúa. Và cái việc mà mùa mưa á, bà con xịt á nó cũng lẹ nữa bà con, nó mát. Mùa mưa bà con kết hợp rất là dễ luôn.